Rồi, hello anh em ha. Bữa nay mình giới thiệu cho anh em một cái mẫu pin LiPo 4 nha anh em. Tức là pin lithium phosphat. Thì anh em biết rồi, nếu mà mình có chơi năng lượng mặt trời hoặc là mình chơi pin lưu trữ, mình xài cái hệ thống mà lưu trữ mà để mình theo dạng là mình thắp sáng. Thắp sáng hoặc là mình sử dụng những cái thiết bị mà công suất nhỏ nhưng mà trong thời gian dài á, chứ không phải để sử dụng để đề nổ xe máy hoặc là ô tô đó. Thì hiện nay đây là cái mẫu pin mà có thể nói là bền bỉ nhất và cái dung lượng nó ok nhất trên thị trường hiện nay nha anh em. Thì ngày xưa lúc mà cái hệ thống pin này nó chưa ra đời hoặc là lúc mà người ta mới phát minh á thì nó cực kỳ đắt, anh em mình không thể nào mà sở hữu mua được. Thì bắt buộc là ngày xưa nếu mà mình xài năng lượng mặt trời mà mình muốn lưu trữ đó thì mình sẽ xài bình ắc quy. Mà anh em biết rồi, cái bình ắc quy á thì nó cực kỳ tệ nha, nó rất là dễ bị giảm tuổi thọ, bị xuống cấp. Hầu như anh em mua một cái bình á 200 ampe thì anh em xài á, chỉ thực tế được có khoảng tầm 100 ampe giờ thôi là nó hết rồi. Nhưng mà càng ngày á là nó càng giảm dung lượng và thường là anh em chỉ xài được tầm 6 tháng là nó đi bụi. Còn ví dụ như anh em xài cái bình đó mà anh em xài để đề nổ ô tô á thì anh em có thể xài được 1 tới 2 năm là bình thường. Tức là nó đúng mục đích là khởi động ô tô thì sử dụng ok. Còn nếu mà mình để hấp sáng thì cái bình ắc quy là nó cực kỳ tệ nha. Rồi sạc thì nó hôi đồ này kia các kiểu. Thì hiện nay người ta đã chế tạo ra và thị trường đã rất là phổ biến cái dòng pin này. Thì bữa trước em đã làm một cái khối pin này rồi, em đã mua một khối rồi, thấy xài ok quá, bữa nay là tiếp tục ủng hộ cho ông anh này một cái khối pin LiPo 4 nữa. Thì cái clip này em sẽ review theo cái dạng là đứng từ góc nhìn của cái người sử dụng, chứ không phải là đứng từ cái gốc của cái người mà mình mua nghe anh em, mình bán nha, không phải đứng từ cái gốc người mình bán. Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu mua cái pin này sử dụng giống em đó thì em có để dưới phần mô tả với là phần bình luận cái đường link của Shopee đó, thì anh em cứ bấm đó vào đó mua. Thì giá của cái khối pin này là 4 triệu nha. Thì đây là cái khối pin LiPo 4 mà pin nó cái thương hiệu của nó là EVE. Pin này là pin loại A nha, nó trong pin thì nó sẽ có pin loại A, loại B rồi loại C gì tùm lum các kiểu, nhưng mà đây là cái loại pin pin loại A. Thì chút xíu nữa em sẽ phân tích cho anh em pin loại A là thế nào, pin loại B là thế sao, rồi cái mạch cân bằng này là nó như thế nào ha. Đó. Còn về công suất á, thì nó là cái công suất của nó là 12V 4S nha, 4S tức là 4 khối này nó ghép lại như nào, nó ghép nối tiếp lại như nhau. Một khối như vậy á, là một cục như vậy nó ra đầu hai đầu này, nếu mà anh em đặt đo vô thì thường nó khoảng là 3,2V. Đó, thì bốn khối nó ghép nối tiếp lại với nhau thì nó sẽ có một cái mạch để nó quản lý cái khối này ha. Ví dụ như khối này mà cái cục này mà nó bị sụt áp á thì cái cục này cao áp hơn thì nó sẽ bù qua, nó cân bằng lại, nó làm sao cho bốn khối pin này cái điện áp lúc nào nó cũng cân với nhau hết. Thì anh em mua khối pin này anh em sẽ nghe người ta nói là mạch cân bằng 4S, 1,5 ampe, 5 ampe, thậm chí có mạch là 8 ampe, 9 ampe luôn. Thì mình cũng tìm hiểu nha, mình cũng tìm hiểu thôi chứ mình không phải là dạng mà hay ho gì. Thì mình có hỏi cái anh bán này nè, mình hỏi là anh ơi, tại sao những cái chỗ khác người ta bán pin á, người ta bán cái mạch cân bằng là 5 ampe, nhưng mà tại sao cái mạch cái pin của anh bán cái mạch cân bằng á chỉ có 1,5 ampe, như vậy rồi nó có cân bằng kịp không anh? Thì anh giải thích khá là hợp lý nha. Thì anh giải thích như thế này nè, anh em có ý kiến như thế nào thì để lại dưới phần bình luận nha. Thì anh nói nếu mà pin lộ B hoặc là pin đã qua sử dụng hoặc là pin mà người ta xài rồi người ta bán lại á thì người ta sẽ xài cái mạch cân bằng là 5 ampe tới 8 ampe, tại vì á cái bản chất của cái khối pin á nó không có cân, tức là cái pin nó giỡn nó không tốt á anh em, thì nó mới cần cái mạch cân bằng 5 ampe, mạch cân bằng công suất lớn để nó cân, nó mới đủ thời gian. Còn cái pin của mình á, nếu mà cái pin của mình chất lượng tốt, pin mình là pin hàng xịn, pin loại A đó, pin mình là pin mới mà hàng xịn á, thì chỉ cần 1,5 ampe thôi là nó đã cân đủ rồi. Mà thực tế trong quá trình mình sử dụng lúc trước mình có mua một khối, là bữa nay là mình mua khối thứ hai nữa nha. Khi nào mà mình gắn vô cái khối thứ hai nữa mình quay cho anh em xem là mình tới hai khối là ghép vô đây nữa là nó ra được 200 ampe giờ đó, xài đã luôn. Thì anh nói đúng nha, chỉ có 1,5 ampe thôi, nhưng mà khi mà mình sạc đầy á, thì em để ý ha, em để là tầm khoảng từng chừng nửa tiếng một tiếng gì thôi là nó cân bằng đầy hết rồi, cân bằng bốn khối pin này ok hết. Tại vì ở đây nè nó có cái mạch nè, bình thường là hai cái đèn này xanh này cháy nè ha, và khi mà nó sạc đầy rồi nó bắt đầu nó cân bằng á thì nó sẽ cháy trên mấy cái đèn này, trên này nó còn nhiều đèn lắm đó, đèn này đèn kia nhưng mà khi mà nó ok hết rồi là nó sẽ cháy hai đèn này đó. Rồi thì đây là cái khối EVE ha, thì cái mạch này mạch cân bằng là 1,5 thôi. Thì người ta giải thích vậy, nhưng mà trong quá trình mình sử dụng á thì mình thấy là ảnh nói cũng đúng nha. Tức là pin xịn thì nó mới cân bằng tầm 1,5 ampe thôi, còn cái pin của mình á ví dụ đây là 3,2V, đây 3V
ở đây 2.9V, ở đây 3.4V chẳng hạn vậy đi, thì nó mất cân bằng quá nhiều đi. Còn cái pin mình mà và pin xịn á thì mình đâu có cân bằng nhiều, thì mình chỉ cần mà cân bằng nhẹ thôi, 1.5A là đủ rồi. Thì theo mình giải thích như vậy là ok nha. Đó, mà thực tế ở trên mấy cái diễn đàn còn người ta cũng có bán nha, ví dụ mấy cái pin mà pin mà người ta tháo khóa xe anh em. Anh em cũng lưu ý ha, mình hạn chế ha, hạn chế có tiền thì mình gắng mình mua pin mà pin loại A, pin EVE nè, hoặc là pin Vision nè. Đó, còn hiện nay nó đang có cái lỗ pin mà mới ra mà tới 280 ampere giờ anh em, nó tên là 2G gì đó, 2G hay 2G gì đó, thì mình cũng định mua cái pin đó. Pin đó thì nó giá nó tương đương với thằng này, nhưng mà nó tới 280 ampere giờ, nhưng mà mình thấy nó quảng cáo với lại một số anh em dùng thì thấy chất lượng nó không im, kiểu giống như nó giống lỗ B lỗ C, nhiều cái clip mình thấy đang xài vậy đó, không bị gì chơi mà tự nhiên cái nó chảy nước ra rồi nó cháy nổ đồ này kia các kiểu, mình thấy hôi ghê quá, mình không dám mua. Thôi mình đang xài thằng EVE này, thấy anh này bán thấy cũng ok nè. Với lại cái anh bán này nè là ảnh là quản trị viên của một cái group ở trên về cái diễn đàn về năng lượng mặt trời nha anh em, ảnh là quản trị viên luôn, nên nói chung là mình mua của mấy ông quản trị viên thì cũng khá là xịn sò ha. Đó, cho mình mua của mấy ông thành viên thì nhiều khi mình cũng phải check này check kia, thấy ảnh là tổng kho pin đồ này kia các kiểu thấy cũng ok nha. Nhưng mà có điểm cái là cha này cũng ấy lắm nha, quay quảng cáo cho trả dữ lắm mà. Mà em mua kêu giảm tiền, không giảm anh em. À, kỳ ha. À, quay mua xài thấy ok, quay quảng cáo review miễn phí cho mà kêu mua khối pin thứ hai kêu giảm tiền, không giảm nha. Lần trước mua khối này là tầm 4 triệu, bữa nay mua giá cũng là tầm 4 triệu nha. Kỳ thiệt. À, mua không có giảm gì cho, nên là anh em nào mà có đặt mua cái khối pin này giống em á thì anh em nhớ nói anh ơi anh bán này xong rồi mai mốt anh nhớ chia hoa hồng cho thằng Hương nha, chứ nó quảng cáo cho anh dữ lắm, em coi clip nó em mới bị dụ đi mua của anh nè. À, chứ quay quảng cáo quá trời luôn, có hoa hồng không có giảm giá gì trơn. Rồi thì đây là cái khối pin ha, cái khối pin này á là 100 ampere giờ, nhưng mà thông số kỹ thuật á là nó để là 105 ampere giờ, mà thực tế nó lại tới là 110 ampere giờ. Đó, thì 12V 110 ampere giờ thì tính ra là một ngày á là nó kiếm được khoảng là 1.4 điện nha, tức là anh em mà nó tức là nguyên cái cục này nói nôm na là một ngày nó lưu trữ được là 1.4 kWh, ok chưa? Nếu mà bây giờ hai khối này em ghét lại song song á là nó ra tới là một ngày là 1.4, là 2.8 ha, tức là khối này ghép lại là ngày được là 3 kg điện nha. 3 kg điện là ok rồi, 3 kg điện xài đèn quạt tivi đồ này kia là ban đêm là thoải mái, tại vì chủ yếu ban ngày thì em xài là quạt lưới nha, quạt lưới thì ban ngày nó sẽ quạt lưới vô các thiết bị điện, rồi cái hệ thống này nó sẽ tích trữ vào ban đêm đó, ban đêm thì nó sẽ lưu trữ điện lại rồi mình xài ban đêm. Rồi thì bây giờ không có nói dông dài nữa, cái khối lượng cái này bao nhiêu quên rồi, nhưng mà cũng khá nặng tay á, để nữa em để với phần mô tả cái khối lượng nha. Còn kích thước thì nó nhỏ gọn nè, em làm cái nắm tay là anh em dễ cái hình dung nè. Đó, cao nè, chiều cao thì cỡ gang tay ha. Chiều cao thì cỡ gang tay. Đó, chiều cầm là một nắm tay là cầm hết nha anh em. Đó, ok chưa? Nhưng mà nặng nha. Cái này chắc khoảng tầm 5-7 kg gì đó ha. Rồi thì trước khi mà mình nhận á, trước khi mình sử dụng á thì mình phải sạc nha. À, cái pin này á thì nó chịu được cái dòng sạc đến tối đa là 30 ampere giờ nha anh em. 30 ampere chứ lộn. À, dòng sạc của nó là 30 ampere. Thì mình đang xài cái sạc MPPT của Mạnh Quân đó. Rồi tấm pin thì mình xài cái tấm pin của cái anh Dũng ha. Anh Dũng mà bữa hôm mình có làm cái clip review á, quá trời anh em vô mua luôn. Rất là nhiều anh em mua. Tại vì cái tấm pin nó tới 540W mà nó có 1.000.000 à. Trời ơi trời, nó rẻ, nhiều anh em vô mua. Quá trời mua luôn. Rồi còn anh em nào mà có nhu cầu mua cái pin này á thì là bấm vô mua ha. Tại vì 100 ampere này mà có 4 triệu thôi thì anh em tính đi, nếu mà anh em mua cái bình ắc quy mà bình Đồng Nai hoặc là bình mấy cái bình Đồng Nai, cái bình gì đó ta, cái bình gì mà xanh xanh quên bà đó rồi, nó còn một cái thương hiệu gì quên mẹ, à bình GS nha anh em, bình GS bình Đồng Nai đồ đó. Nếu mà 100 ampere là anh em mua cái bình đó là phải tầm là 2 triệu mấy rồi nha, mà nó xài nó không có ngon, xài chán lắm, xài 6 tháng là dục đó. Đó mà càng ngày càng xài nó càng yếu nha. Còn hàng này là cái chu kỳ sạc xả của nó là tới 3.500 lần nha, 3.500 lần thì một ngày mình sạc một lần, một năm thì 365 lần, mà 3.000 thì tức là mình tuổi thọ nó tới 10 năm nha mấy ông nha. Đó, tuổi thọ là mua một lần là xài 10 năm, có cái bình nào mà xài được 10 năm không?
không bao giờ. Cái bình em xài hồi đó giờ là 6 tháng dục chán chết bà luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ sạc ha. Đó, cái này thì có cái giắc căn bằng này này là chút xíu nữa em sẽ lấy keo chảy em dán bít lại luôn cho nó cứng lại luôn để không đừng sức ha. Rồi bây giờ mình sẽ sạc ha. Thì sạc thì em chỉ có cái cục sạc là 10A thôi. Đó, trong khi nó chịu được dòng tới 30A. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh mức cao nhất luôn là mức 6. Mình cho nó sạc thôi. Đó. Sạc này là sạc phổ. 10A ha, 10A giờ. Mình phải sạc ha, mới đầu mình về mình phải sạc nha anh em, để làm chi? Để cho nó cân bằng mấy cái cell ha, rồi mới đưa vô sử dụng nha, lưu ý ha. Kẹp vô. Thì nó sạc đầy nó sẽ cân bằng. Để chừng nào cân bằng xong rồi mình mới đưa vô sử dụng được ha. Đó. Lên muốn lúc kim luôn ha, là 10A maximum luôn. Đó, thì nó mới đầu là nó phải sạc nha, nó phải sạc sạc cho đầy. Sạc cho đầy rồi nó mới bắt đầu nó cân bằng. Đây. Chừng nào mà nó sạc đầy nó cân bằng em sẽ quay cho anh em tới cái khúc mà nó cân bằng cho anh em xem ha. Còn đây là cái mạch cân bằng của nó nè. Nó xài mấy cái con này dữ ha. Nhiều lắm. Giá 4 triệu. Anh em đi mấy cái chỗ khác anh em đặt mua thì giá có thể nó chênh lệch có khi là 4 triệu mấy, 5 triệu đi chẳng hạn. Rồi cũng có chỗ nó bán là 3 triệu mấy nữa. Rồi đặc biệt là trên Shopee nó có một cái chỗ mình không tiện nói trên nha, cái chỗ mà tên L gì đó là nó bán khối pin này nó chỉ có tầm 2,5 triệu thôi, nhưng mà anh em lưu ý là người ta bán cái khối pin đó là khối pin là tháo xe nha, tháo xe mà xe năng á, mà trên mấy cái cực này nè nó trắng hết trơn, thì mình mới đọc kỹ lại, mình đọc kỹ lại cái phần mà người ta mô tả với lại gọi hỏi nhắn tin mình hỏi bên shop đó đó là người ta nói là pin đó là pin đã qua sử dụng nha. Và đặc biệt em hỏi là tại sao ở trên đầu mấy cái cực này nó lại bị trắng, thì em nói là bị ngập nước. Thì anh em hạn chế mua cái pin đó nha. Pin đó thì nó rẻ mới phân nửa thằng này. Rẻ mắc hơn phân nửa chứ, không rẻ hơn phân nửa đâu, mắc hơn phân nửa 2,5 triệu, thằng này 4 triệu mà người ta pin mới. Còn ông kia ông bán là 2,5 triệu nhưng mà là pin cũ, mà là pin mà nó bị ngập nước nữa. Cái mạch cân bằng của ổng là 5A, 8A. Mà là pin cũ nữa thì anh em hạn chế mua cái đó nha. Nên nó là lưu ý ha. Mình mua thì mình phải buôn có phường mà bán có bạn ha. Còn mua cái này á thì anh em nên xem review kiểu giống như của em vậy nè, tức là review mà từ cái người mà mình sử dụng á, chứ không phải mà review từ người bán. Người bán thì thằng nào cũng nói tốt cái sản phẩm hết trơn á. Đó, còn em ở đây là em xài em thấy tốt, em giới thiệu cho anh em. Đó, thì anh em tin thì anh em xài theo em. Nếu mà xài mà không đúng vậy anh em cứ lên chửi em ha. Đó, còn em là em không phải là người bán này, em chỉ giới thiệu cho anh em cái chỗ anh em mua thôi. Đó. Em quay thì nói chung là em quay cái này để làm gì? Để quay để lấy tương tác cho anh em, ha, lấy tương tác quay giới thiệu cho anh em đồ này kia. Đó, có nhu cầu xài hoặc là anh em mà đi xà lan, đi ghe đồ này kia, hoặc là trên gần trên chảy trên núi rồi đó. Mình mua tấm pin mặt trời thì mình lưu trữ vô đây nè. Rồi tối mình xài thì nó thoải mái, một ngày là 1 ký tự điện thì anh em tính đi. Xài là đã đời luôn. Đèn quạt tivi là xài là đã nguyên đêm luôn. Xài tới 11, 12 giờ, 1 giờ khuya vẫn còn điện bình thường. Rồi, ok, bây giờ em sẽ cho nó sạc. Chừng nào mà nó sạc đầy mà bắt đầu nó cân bằng ấy, em sẽ quay tiếp cho anh em nha. Đó, rồi, cái link mua hàng thì em có để dưới phần bình luận đó. Anh em bấm vô đó nha. Chứ nhiều anh em không chịu đọc mô tả, đọc bình luận. Anh em cứ nhào vô gọi hỏi em mua đâu hoài hơn. Đó, trong khi là em đã có để địa chỉ mua rồi nha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều ha.